Xin chào mọi người, như mọi người đang nhìn thấy ở đây là hai cái loại hạt gia vị, hai loại hạt đặc sản của vùng Tây Bắc nha mọi người. Đó là hạt mắc khén và hạt dổi ạ. Hạt mắc khén thì hiện tại bên em đang bán với giá là 200.000 đồng 1 kg, và hạt dổi thì có giá là 1.800.000 đồng 1 kg, tức là 180.000 đồng một lạng nha mọi người. Với cả hai cái loại hạt gia vị này thì bên em đều có bán lẻ để mọi người mua về sử dụng ạ. Và nhắc tới những cái món ăn truyền thống hay là những cái món đặc sản của vùng Tây Bắc thì chắc chắn là chúng ta không thể không nhắc tới những cái món như là thịt gác bếp này, lạp xưởng hay là cá nướng được đấy. Và gia vị để tạo nên cái hương thơm, cái hương vị đặc trưng của những cái món ăn này thì không thể thiếu đó là hạt mắc khén và hạt dổi nha mọi người. Hiện nay thì không chỉ ở Tây Bắc mà rất là nhiều người ở mọi miền Tổ quốc, mọi người đã biết đến và rất là ưa thích cái hương vị đặc biệt của hai cái loại hạt gia vị này. Và mọi người tìm mua cái sản phẩm này rất là nhiều. Với cái hạt mắc khén và hạt dổi thì không những chúng ta có thể sử dụng để tẩm ướp gia vị cho những cái món cá, thịt nướng, mà chúng ta còn có thể sử dụng cho làm gia vị cho những cái món rau như là rau xào, đặc biệt là rau cải xào nhé. Rau cải xào cho thêm hạt mắc khén này rất là thơm này. Nộm rau cải, nộm măng cho hạt mắc khén này vào, nó tạo nên một cái vị thơm ngon và cái hương vị đặc trưng riêng nha mọi người. Đấy, và nữa, hạt mắc khén, hạt dổi này mọi người có thể sử dụng để pha đồ chấm nha mọi người. Mình có thể cho thêm hạt mắc khén, hạt dổi vào cái bát chấm của mình. Nó sẽ làm cho cái bát chấm của mình nó thơm và nó có vị đặc trưng hơn. Và cái chấm mà có hạt mắc khén, hạt dổi này này, mình có thể chấm được từ thịt, cá, rau, củ, quả, hải sản đều được nha mọi người. Chấm đều ngon ạ. Và em nhắc lại một lần nữa thì hạt mắc khén bên em đang bán là 200.000 đồng 1 kg, hạt dổi là 1.800.000 đồng 1 kg, tức 180.000 đồng một lạng. Hàng thì bên em ship code toàn quốc và mọi người nhận hàng đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha mọi người. Mọi người mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho bên em qua số điện thoại là 0868184777. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin, nhắn Zalo cho bên em đều được ạ. Ngoài hai cái sản phẩm mắc khén và hạt dổi thì bên em còn có bán rất là nhiều cái sản phẩm khác nữa, thì mọi người hãy đăng ký kênh để xem thêm nhiều sản phẩm khác của bên em nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.